ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, báo cáo tài chính kinh tế tài chính 10 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia vừa công bố nhận định giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt xấp xỉ 61% GDP, thị trường lên mốc cao nhất trong 10 năm, xếp thứ 9 về mức tăng trưởng trong các chỉ số chứng khoán trên thế giới từ đầu năm 2017. Vậy thị trường chứng khoán đang hấp dẫn trở lại, giới đầu tư chứng khoán sẽ có những đánh giá ra sao về những con số này? Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có đánh giá gì về tiềm năng và cơ hội đầu tư của thị trường trong thời gian tới? Chứng khoán cuối tuần này với chủ đề đạt 61% GDP, thị trường đang hấp dẫn trở lại sẽ cùng bàn luận về chủ đề này. Thưa quý vị, số liệu thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy trong 10 năm qua, quy mô của thị trường cổ phiếu tăng gấp 3 lần. Nếu như năm 2006 là 22% GDP, thì đến nay đã đạt 61% GDP. Đã có trên 700 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và 640 doanh nghiệp thực hiện giao dịch. Tính thanh khoản trung bình của thị trường chứng khoán tăng từ 3.000 tỷ đồng một phiên trong năm 2016 lên 4.500 tỷ đồng một phiên vào năm 2017. Vậy những yếu tố nào đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt như vậy? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Mới đây, báo cáo tài sản toàn cầu vừa được Credit Suisse công bố cho thấy giá trị vốn hóa thị trường Việt Nam dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2017 với tỷ lệ 61%. Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam tính đến cuối tháng 6 năm nay đạt trên 110 tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại đã được hỗ trợ bởi sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế vĩ mô. Nhìn góc độ về nền kinh tế thì dường như tất cả các chỉ báo kinh tế vĩ mô đều đang có tín hiệu rất là khả quan, từ tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng, rồi lãi suất thấp, rồi lạm phát được kìm hãm rất tốt, và tất cả các ngành nghề như bán lẻ, xây dựng, những ngành nghề dịch vụ cũng như là các ngành nghề về chế tạo công nghiệp, dường như là cái chỉ số mà sản xuất công nghiệp chúng ta đang tăng mức độ rất tốt. Chính vì cái nền kinh tế nó đang phản ánh cái trạng thái nền kinh tế Việt Nam đang khả quan, rất là khả quan. Trong thời gian qua, quy mô giao dịch trên các sàn liên tục ghi nhận những phiên nguồn tiền đổ vào mạnh, thị trường chứng khoán tiếp tục bước đột phá mạnh, có thời điểm VN Index lên tới trên 950 điểm. Dù là số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng trưởng nhanh hơn các số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, tuy nhiên thời gian gần đây thì dòng tiền đã bắt đầu lan tỏa sang cả các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, và cái tình trạng xanh vòng đảo lòng như cách đây khoảng một tháng đã không còn diễn ra, và đây cho thấy là tâm lý nhà đầu tư rất tích cực và họ sẵn sàng mua với giá cao, thế nên là đã khiến cho thị trường đạt được những đỉnh cao mới và tiếp tục đi lên. Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất khiến vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh trong năm nay chính là việc chính phủ đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước, các công ty tập đoàn lớn. Cái quy mô niêm yết của chúng ta vẫn còn rất là nhỏ bé, bởi vì cái tiến trình cổ phần hóa của chúng ta trong những năm qua rất là chậm chạp. Đến năm nay thì với cái chính sách là cổ phần hóa gắn với niêm yết và bắt buộc các doanh nghiệp sẽ phải lên sàn, tối thiểu là lên sàn Upcom, thì đó sẽ làm cái chính sách đã thúc đẩy cho cái sự tăng trưởng của về mặt quy mô niêm yết của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra thì cái sự gia tăng của các cái cổ phiếu lớn niêm yết trên sàn cũng như là cái giá của cổ phiếu tăng rất mạnh mẽ. Tất cả những yếu tố đó giúp cho vốn hóa của thị trường Việt Nam gần như là đã đạt đến cái kế hoạch mà chúng ta đã đề ra, phải mất đến 2 năm mới đạt được, thì chúng ta đã đạt được ngay trong năm nay. Trong năm 2017, như đã nói là những cái công ty lớn của nhà nước, những kể cả những công ty tư nhân lớn, họ liên tiếp thực hiện IPO và kết hợp với niêm yết trên thị trường chứng khoán Upcom, và từ Upcom cũng có những cái xu hướng chuyển sang sàn Hồ Chí Minh hay sàn Hà Nội. Cái điều này nó làm cho vốn hóa thị trường tăng rất nhanh, nghĩa là nó tăng tương đối đột biến so với năm trước, nhưng mà tăng nằm trong kế hoạch chứ không phải tăng đột biến, và chúng tôi nghĩ rằng là cái tăng này là sẽ tích cực cho thị trường, đặc biệt là trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, những cái quỹ lớn họ đang quan sát, họ đang theo dõi thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại vì từ trước đến nay thì cái quy mô của thị trường chúng ta vẫn là khá là nhỏ so với những cái quỹ đầu tư lớn trên thế giới, và khi chúng ta nếu mà chúng ta tăng được quy mô, tăng được thanh khoản cùng với những cái động thái làm tăng về độ minh bạch hay là tăng về những cái cơ chế hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài nữa, thì chúng ta sẽ tiến gần hơn đến cái tiêu chuẩn nâng hạng thị trường lên nhóm thị trường mới nổi. Việc xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp tỷ đô thuộc các ngành kinh tế đa dạng, từ hàng không, sản xuất, công nghiệp đến bất động sản hay ngân hàng, không chỉ giúp nâng quy mô, vị thế thị trường chứng khoán Việt Nam mà còn là động lực thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Có một cái điều kiện nằm trong cái
trong top các cái điều kiện nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam là các cái vốn hóa của top 5 các cái doanh nghiệp mà các cái cổ phiếu niêm yết trên sàn nó phải đạt trên 3 tỷ đô. Thì đây là một trong những cái động lực có thể nó một trong những cái động lực để khiến cho chính phủ có thể đưa các doanh nghiệp nhà nước IPO và cổ phần hóa để đưa lên sàn. Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta có thêm những doanh nghiệp mới lên niêm yết, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn và những doanh nghiệp lớn và có lợi thế cạnh tranh đặc biệt trên thị trường, thì đây là một nguồn cung rất tốt cho thị trường chứng khoán, mang lại cái sức hấp dẫn mới của thị trường chứng khoán không chỉ với nhà đầu tư trong nước mà đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các quỹ lớn, họ rất quan tâm đến quy mô của thị trường. Bởi vì khi họ giải ngân thì họ giải ngân một số lượng lớn, và chỉ khi nào quy mô đủ lớn để họ đầu tư thì họ mới tham gia. Với nhiều yếu tố hỗ trợ từ chính sách đến niềm tin nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục đà tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu, hướng tới sự phát triển bền vững trong thời gian tới. VN Index vượt qua mốc 800 điểm, bứt phá và vượt qua cả mốc 900 điểm trong cả tháng 11, tăng hơn 20% so với đầu năm, xếp thứ 9 về mức tăng trưởng trong các chỉ số chứng khoán trên thế giới tính từ đầu năm 2017. Vậy giới đầu tư chứng khoán sẽ có những đánh giá ra sao về con số này? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Theo các thành viên thị trường chứng khoán, xét ở cấp độ dòng tiền và định giá, so sánh với giai đoạn hình thành bong bóng năm 2007 và 2009 của thị trường chứng khoán Việt Nam, không có dấu hiệu của bong bóng trong năm 2017 này. Cho đến năm 2020, thị trường chứng khoán sẽ đạt độ khoảng 70% GDP và đến thời điểm hiện tại đã đạt đến 61%. Thì rõ ràng là cái kế hoạch đó là hoàn toàn khả thi và chính phủ đang khá là tập trung cái nỗ lực của mình để phát triển thị trường chứng khoán, một thị trường vốn sơ cấp. Chúng ta cũng đã thống kê được rằng là trong cái 10 tháng đầu năm, rằng dòng tiền khối ngoại cũng đã giải ngân rất lớn vào thị trường. Do vậy thì rõ ràng nền kinh tế ổn định, tăng trưởng tốt cũng như các chỉ báo kinh tế tốt, cũng như là cái niềm tin các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã giải ngân mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam và cũng đã nhìn thấy cái cơ hội. Tất nhiên là ngoài những câu chuyện các cổ phiếu lớn mới niêm yết và những câu chuyện về thoái vốn ngoài ngành, rõ ràng các nhà đầu tư đã nhìn ra những cái cơ hội lớn như vậy, rõ ràng họ tập trung giải ngân vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính vì thế mà rõ ràng thị trường chứng khoán Việt Nam nó phản ánh và những cái thông tin tốt như vậy và nó đang tăng tốc lên các điểm cao mới. Trong tháng 12 tới đây thì tôi nghĩ là cái xu hướng nó vẫn theo một cái chiều hướng dài hạn là cái dòng vốn ngoại có cái tác động rất là lớn đối với thị trường trong nước và đồng thời nó cũng có cái hiệu ứng tích cực đối với các cái nhà đầu tư nội địa. Thì cụ thể là trong tháng 11 vừa qua ấy thì các nhà đầu tư ngoại đã tham gia một cái phiên đấu giá kỷ lục khi mà Vinamilk thoái vốn. Và tiếp đó thì cũng là một cái phiên khớp lệnh kỷ lục trong vòng 3 phút có khoảng 2.500 tỷ giá trị vốn cổ phần của mã DIG do Bộ Xây dựng sở hữu là đã được nhà đầu tư mua vào. Thì đấy là những cái điều mà cho thấy là cái xu hướng của cái dòng vốn ngoại là rất là lớn và thị trường rất là lớn và đang chi phối thị trường. Cái báo cáo gần nhất của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì cũng cho thấy năm nay là cái vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài mua cổ phần và vốn đầu tư trực tiếp là tăng 88% so với cùng kỳ 11 tháng của năm trước. Và số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy là có khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ được các nhà đầu tư gián tiếp là bán ra để thực hiện mua cổ phần. Thì đấy là một cái lý giải một cái dòng vốn nước ngoài rất là lớn mà chi phối thị trường trong 11 tháng qua, và tôi nghĩ là cái xu hướng này sẽ còn tiếp tục là chi phối trong tháng 12. Cụ thể là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn mà được những cái mã cổ phiếu mà có chất lượng cao và được nhà đầu tư nước ngoài chú ý là vẫn là những cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Trong khi đó thì những cái cổ phiếu mà nhỏ hơn, những cái cổ phiếu mà chất lượng có thể nói là thấp hơn về mặt quản trị rồi về mặt chất lượng hoạt động thì vẫn bị là bỏ qua. Về định giá trong lịch sử hình thành bong bóng của Việt Nam thì định giá tăng nhanh, PE thường gặp gấp đôi trong khoảng 6 tháng đến 1 năm, hiện tại PE mới tăng 1,2 lần. PE đó cũng có thể gọi là hơi cao một chút, tuy nhiên nếu mà loại bỏ đi những cái cổ phiếu vốn hóa lớn vào thị trường VN Index thì
PE của thị trường Việt Nam vẫn còn là một mức hấp dẫn với các nhà đầu tư khác do các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn chưa tăng được nhiều, mặc dù vẫn có những doanh nghiệp làm ăn tốt nhưng mà vẫn chưa thu hút được dòng tiền. Nếu mà so với một vài nước như là Philippines hoặc là Thái Lan, chúng ta cũng chỉ nhìn nhìn nấu chút thôi. Nói chung là về mặt bằng chung, tôi đánh giá rằng là nó không phải quá cao so với các nước trong khu vực. Và tiềm năng của thị trường, theo tôi đánh giá nó vẫn còn rất là nhiều, và cái cơ hội của các từng cổ phiếu riêng lẻ nó sẽ còn gia tăng tiếp. Nếu mặt bằng chung chúng ta nhìn thấy là nhiều cổ phiếu nó cũng có thể hơi chênh lệch một chút, tuy nhiên cái cơ hội của nhiều cổ phiếu mà mới niêm yết giá trị vẫn còn đang hấp dẫn, rõ ràng nó vẫn còn tiềm năng, vẫn là thu hút cái sự quan tâm từ phía các nhà đầu tư. Tại thì cái định giá P/E của sàn Hồ Chí Minh của chỉ số VN hiện tại là khoảng hơn 18 lần. Thì cái mức giá này thì so với các thị trường khu vực thì cũng không đắt và không rẻ. Một số thị trường chứng khoán như Thái Lan vẫn có chỉ số hệ số P/E khoảng 20-22 lần, thì cho thấy là cái định giá của chúng ta mặc dù là không rẻ nhưng mà cũng chưa quá cao, nhất là chúng ta vẫn đang có những cái cơ hội, những cái công ty mới sắp lên sàn, tại vì cái dòng tiền hiện tại đang rất là chào đón những công ty mới, và những công ty này nó có được định giá hợp lý hay không thì chúng ta cũng chưa biết được, thì nó phụ thuộc vào cái mức giá IPO trong thời gian tới nữa. Ngoài ra thì cái việc bong bóng thì có thể xảy ra nếu mà cái dòng tiền kể cả trong nước và ngoài nước nó đổ ở Việt Nam chúng ta quá mạnh trong một cái thời điểm rất là ngắn. Có thể điều đó có khả năng xảy ra trong năm 2018-2019. Tuy vậy thì ít nhất là trong ngắn hạn cho đến 1.100 điểm thì chúng tôi nghĩ rằng cái mức này vẫn tương đối phù hợp với cái mặt bằng lợi nhuận chung của các công ty niêm yết, và chúng ta cũng phải chờ đón cái sự tăng trưởng trong những ngày quý cuối năm của các công ty niêm yết nữa để xem cái sự tăng trưởng của cái lợi nhuận có góp phần là giảm đi phần nào cái hệ số P/E đang khá là cũng tương đối là cao như hiện tại hay không. Về dòng tiền trong nước, tín dụng hiện tại tăng vừa phải và được kiểm soát để hạn chế đổ vào đầu tư tài chính. Quy mô của thị trường cũng đã rất lớn, dòng tiền nóng khó đủ để hình thành bong bóng. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao tại khu vực Đông Nam Á và luôn trên mức 6% một năm. Với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và thị trường chứng khoán như thời gian vừa qua, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có đánh giá gì về tiềm năng cũng như cơ hội đầu tư vào thị trường trong thời gian tới? Và thị trường cần có những cải cách thế nào để ngày càng thu hút các nhà đầu tư ngoại? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Đánh giá về các tiềm năng phát triển và tăng trưởng của Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật đánh giá cao về tiềm năng và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Nền kinh tế đang có sự dịch chuyển tích cực về cơ cấu sản xuất công nghiệp, cơ cấu xuất khẩu, tỷ trọng đầu tư FDI. Chính vì vậy, các đối tác Nhật Bản bày tỏ sự tin tưởng vào cơ hội đầu tư và hợp tác tại Việt Nam. Các nhà đầu tư Nhật Bản như chúng tôi luôn quan tâm đến hoạt động đầu tư và hợp tác với bên ngoài. Ngoài Trung Quốc, còn có những nước Đông Nam Á khác, và trong khu vực này, Việt Nam nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn, tiềm năng nhất. Tôi tin rằng doanh nghiệp của cả hai nước đều sẽ có những sự hợp tác để cả đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi cam kết thực hiện hoạt động đầu tư và là cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, hợp tác với Việt Nam trong dài hạn, vì Việt Nam thực sự là một điểm đến tiềm năng với các con số thống kê về tăng trưởng rất tích cực và được IMF đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động. Khi các nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ sự quan tâm tới Việt Nam hơn và dòng vốn đổ vào Việt Nam đang tăng cao, các cơ quan thực thi pháp luật cần duy trì các cam kết về môi trường kinh doanh để có thể giữ các nhà đầu tư có chất lượng ở lại và hợp tác lâu dài. Tôi nghĩ rằng chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhất trên thế giới. Chúng tôi rất vui vì được mang những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của Mỹ đến thị trường này. Đầu tư vào thị trường này, tôi nghĩ thị trường này rất cạnh tranh và là thị trường tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh này. Việt Nam cần nâng quy mô và chất lượng hàng hóa, tiến tới nâng hạng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tức là khi người ta quan tâm đến mình và người ta kỳ vọng đến mình, thì người ta đến với mình. Nhưng mình có duy trì được cái kỳ vọng và cái mong muốn của người ta hay không? Hoặc mình có đáp ứng được những cái mà người ta mong muốn? Hoặc là mình có thể thực hiện được những cái mà mình thể hiện, mình nói ra với người ta hay không? Đấy mới là câu chuyện mà để cho người ta ở lại với mình và duy trì với mình. Tôi nghĩ rằng nếu như tất cả những gì mà chúng ta thực hiện được những cái mà chính phủ đang nói ra, thì tôi nghĩ rằng không có lý do gì mà người ta không ở lại với mình để cùng hợp tác với mình. Và các doanh nghiệp có cơ hội huy động vốn, người ta có cơ hội được đầu tư để cùng nhau chia sẻ hiệu quả của đầu tư, chia sẻ hiệu quả
phát sinh do quá trình đầu tư vào của nền kinh tế. Bên cạnh việc duy trì các cam kết về một môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, các chuyên gia, nhà đầu tư cũng cho rằng Việt Nam nên hướng tới các chiến lược dài hạn để đưa nền kinh tế tới bước phát triển tiếp theo khi mà các khoản viện trợ, hỗ trợ tăng trưởng đã không còn dồi dào nữa. Chương trình chứng khoán cuối tuần này xin được khép lại tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.